Chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn quyển sách rất là hay, đó là quyển How Food Works với cái bìa như này. Đúng không? Và chúng ta ở đây thì có một cái ghi chú ở phía dưới cái tiêu đề của cuốn sách, đó là The Facts Visually Explained, tức là tất cả những cái kiến thức này sẽ được trực quan hóa, đúng không? Và được giải thích một cách rất là trực quan. Cuốn sách How Food Works bao gồm rất là nhiều phần. Thứ nhất là gì? Những hiểu biết cơ bản về thức ăn, food fundamentals. Thứ hai là lưu trữ và nấu nướng cái thực phẩm như thế nào. Thứ ba là chủng loại thực phẩm. Thứ tư là các chế độ ăn uống, diets. Thứ năm, vâng đấy đấy tức là có bốn cái chương cơ bản đấy. Ở bên mỗi một chương lớn như này, chúng ta sẽ có một cái chương phụ ở bên cạnh, đó là Storing and cooking, tức là lưu trữ và nấu nướng. Ở bên này thì có cái mục là drinks, tức là đồ uống. Ở bên cái chương về các chế độ ăn uống này thì đã có thực phẩm và môi trường, vai trò của thực phẩm hay là mối quan hệ giữa thực phẩm với môi trường. Thì ở trang đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy một cái rất là trực quan, đó là diet history, tức là đây là lịch sử của các loại thức ăn, là lịch sử phát triển của chế độ ăn của chúng ta và các loại thức ăn mà chúng ta ăn vào trong suốt quá trình lịch sử từ khi con người hình thành. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mốc, đó là 2 triệu năm trước, đúng không? Đây là 2 triệu năm. 2 triệu năm trước thì 2 triệu năm trước chúng ta con người ta đã bắt đầu ăn thịt rồi. Săn bắn và ăn thịt thì đó chính là cái chế độ ăn đầu tiên của loài người. Đây chúng ta nhìn thấy cái mốc là 70.000 năm về trước. Đúng không? 70.000 năm về trước trước công nguyên đấy, thì chúng ta đã bắt đầu tiến hành là sử dụng lửa để nấu nướng rồi. Và bước phát triển cao hơn của cái gọi là của cái chế độ ăn của chúng ta, đó chính là vào năm này chúng ta biết đã sáng tạo ra bánh mì vào năm thứ 15.000 trước công nguyên. Và vào năm thứ 6.000 trước công nguyên thì chúng ta đã bắt đầu trao đổi thực phẩm với nhau giữa các vùng miền. Và từ năm 997, đây là cái mốc rất là quan trọng, năm 997 sau công nguyên thì chúng ta đã bắt đầu lần đầu tiên sử dụng bánh pizza tại tại Ý. Vào năm 1585 sau công nguyên thì chúng ta đã bắt đầu sử dụng, biết chế tạo ra bánh sô cô la đầu tiên. Và cũng vào năm 2000 thì bước phát triển vượt bậc của nền thực phẩm thế giới, đó là chúng ta đã biết sử dụng hệ thống đông lạnh để bảo quản thực phẩm. Và con người đã tiến hành trao đổi thực phẩm suốt hàng ngàn năm, nhưng chỉ những phần của thời hạn sử dụng dài mới có thể vận chuyển đến những nơi cách xa nhau. Và mãi tới gần đây thì việc vận chuyển trở nên nhanh chóng hơn, sự phát triển của công nghệ đông lạnh đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần có đủ tiền trang trải là thực phẩm từ mọi ngõ ngách của các nơi trên thế giới sẽ đến bàn ăn của bạn. Đấy, thì đây là cái lược sự phát triển của các cái chế độ ăn uống của chúng ta. Đây tiếng Anh người ta gọi là The history of our diet history. Our diet history.